nè nè, sao phần cơm tới nơi rồi, anh đi đâu vậy? Tôi đi nhậu với bạn. Cơm á, thôi tự ăn đi, nói nhiều. Tối rồi anh đi nhậu hoài vậy, em mét mẹ nha. Mẹ ơi, sao cứ suốt ngày á gọi tôi phân xử hoài vậy? Mấy người không biết mệt á, nhưng mà tôi biết mệt đó. Sao, chuyện gì nữa đây? Thì coi đi, anh Trung đi nhậu nữa kìa. Cô làm vợ mà sao cô không biết điều vậy? Chồng cô nó đi nhậu là để nó giao lưu với bạn bè, cô phải ủng hộ chứ. Lần sau nghe đừng có than phiền nữa nghe. Con cứ đi đi con, mặc kệ nó. Dạ mẹ. Con, bữa mẹ đưa cho con mấy cái tấm hình á, con có coi chưa? Có chọn được ai chưa con? Đây nè, con chọn được mấy anh nữa. Vậy thì tốt quá. Thôi, con đi sửa soạn đi. Mẹ đi dẫn con qua gặp họ. Dạ rồi, vậy để con tắm trắng với tấm trắng là loại 30 giây này nha. Cái này sẽ giúp da của con trắng sáng, mịn màng, bật tông. Nguyên liệu thì nhập khẩu 100%, rất là an toàn luôn. Con mà tắm cái này xong hả, trắng sáng, em cũng sơ mê hết. Ủa, hai người đi gặp ai mà chuẩn bị long trọng vậy? Thì đi gặp chồng mới của nó chứ gặp ai. Sao mẹ, Cát đó là người đã có chồng rồi, mẹ còn dẫn đi gặp chồng mới gì nữa? Nó có chồng mà cũng bằng như không à. Con đó, suốt ngày có quan tâm gì nó đâu. Tối ngày đi nhậu không à. Mẹ nha, mẹ làm mẹ chồng á, mẹ cảm thấy có lỗi với nó quá. Cho nên mẹ phải tìm chồng mới cho nó thôi con à. Ờ, mẹ, con biết lỗi của con rồi. Con hứa với hai người là con không đi nhậu nữa. Nếu mà con còn tái phạm á là tùy ý mẹ xử lý luôn. Mẹ đừng có dắt Cát đi gặp chồng mới gì nha. Biết sợ rồi sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.